Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của tôi. Thì hôm nay là cái bài học đầu tiên, và cái bài học đầu tiên này tôi cũng làm hai cái video. Mục đích là cũng giới thiệu sơ lược qua những cái điều căn bản đầu tiên trong tiếng Anh cho những các bạn nào mà mất gốc tiếng Anh cũng như là chưa từng biết tiếng Anh, còn các bạn nào mà học lớp 9, 12 rồi á, đã từng biết rồi á thì có thể ôn lại sơ qua để mà chúng ta có thể bắt nhịp để học những cái video tiếp theo cho nó dễ dàng hơn. Rồi bây giờ bắt đầu mình vào bài học luôn nha. Cái điều đầu tiên tôi muốn nói đến trong tiếng Anh đó là đại từ chỉ người. Thì người Anh, người Mỹ người ta gọi là personal pronouns. Đại từ chỉ người. Thì đại từ là từ đại diện. Khi tôi nói tôi thì người Anh, người Mỹ thì người ta dùng từ I. I. Khi tôi muốn nói đến bạn, các bạn, người Anh, người Mỹ người ta dùng là you. Khi tôi muốn nói đến chúng ta, chúng tôi, người Anh, người Mỹ, người ta dùng là we. We. Chúng ta, chúng tôi. Từ kế tiếp tôi muốn nói đến là he, anh ấy, anh ta, cậu ấy. Anh ấy. Anh ta. Cậu ấy. Từ kế tiếp là she. Là cô ấy, chị ta, bà ta. She. Cô ấy, chị ta, bà ta. Khi tôi muốn nói đến họ, chúng nó thì người Anh, người Mỹ người ta dùng là they. Vừa chỉ người và chỉ vật. Đây. Chúng nó. Vừa rồi thì tôi đã trình bày cho các bạn tất cả các đại từ trong tiếng Anh. Bây giờ các bạn vui lòng lặp lại thôi tôi nhé. Để tôi đọc lại một lần trước xong rồi tôi sẽ đọc rồi tôi ngừng lại cho các bạn đọc theo. I, you, we, he, she, it, they. Các bạn đọc repeat after me. I. You, we, he, she, they. Thì đây là các đại từ trong tiếng Anh, các bạn cần phải nắm vững và học thuộc lòng. Các bạn chỉ làm xuyên
mỗi ngày dành 5-10 phút để mình tập đọc rồi mình nhớ, như I, tôi, you là bạn, các bạn, we là chúng tôi, chúng ta, he, anh ấy, cậu ta, ông ấy, she, cô ấy, bà ta, chị ta, it là nó, they là chúng tôi hoặc là họ. Đó, các bạn phải làm siêng, chịu khó dành 5-10 phút mình học, mình có thể tiến bộ môn tiếng Anh. Còn nếu mà mình không làm siêng thì mình không có cách nào mình tiến bộ trong tiếng Anh được hết á. Các bạn cố gắng lên nha. Rồi, bây giờ tôi tạm thời cho bên đây là cột 1. Rồi, vừa rồi chúng ta đã học các đại từ này ha. Phần tiếp theo tôi muốn nói đến các bạn là sở hữu tính từ của các đại từ này. Trong tiếng Anh người ta gọi là possessive adjective. Các bạn đừng có để ý mấy cái từ mà tôi ghi trên đây, mình chỉ quan trọng là mình học những cái từ đại từ đây nè. Thì đây gọi là sở hữu tính từ. Đó, mình bên đây tôi tạm gọi bên đây là cột 1 personal pronoun. Đây là cột thứ hai là cột sở hữu tính từ. Khi tôi nói ai thì giờ tôi muốn nói của tôi, là tôi nói là sở hữu tính từ của đại từ bên đây là my. My là của tôi. Khi các bạn nói chữ you, bạn, của bạn là your. Của chúng tôi là we, thì đây là our. Của anh ấy là his. Của cô ta là her. Của nó là its. Của họ là their. Bây giờ tôi sẽ phân cái cột này ra làm hai. Thì những cái từ bên đây là sở hữu của những cái từ bên đây. Ví dụ tôi muốn nói là nhà của tôi thì tôi nói là my house. Mẹ của tôi thì mình nói là my mother. Xe của cô ấy là her car. Đây là những cái sở hữu tính từ của những cái đại từ bên đây. Các bạn cũng nắm vững và học thuộc lòng cho tôi. Mỗi ngày dành khoảng 5-10 phút mình làm siêng, mình học, mình đọc đi đọc lại để mình nhớ những cái từ này, như ai, tôi, của tôi là my. You, bạn, của bạn là your. Chúng tôi, của chúng tôi là our.
Anh ấy, của anh ấy là his. Cô ta, của cô ta là her. Nó, của nó là is. Họ, của họ là there. Các bạn đọc thơ tơ nhé. Repeat after me. My, your, our, his, her, is, there. Thì vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho các bạn học các đại từ và các sở hữu tính từ. Đây là những từ rất căn bản nên các bạn phải học thuộc lòng và nắm vững nó, viết nó xuống, tập đọc đi, đọc lại nhiều lần để mình nhớ. Thì cái video của tôi là có tính cách liên tục, thì các bạn phải xem tiếp theo cái video nữa, mà nếu các bạn bỏ qua thì các bạn sẽ bị quờ quạng. Thì nếu các bạn thích cái video này thì vui lòng nhấn nút like và đăng ký để ủng hộ cho kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.